Mến chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em Bình tiếp tục đi vào trong gia đình anh Ná cô chú ạ. Thì em Dũng thì cũng đã đi cùng với em Dương về quê cùng ăn Tết với em Dương rồi. Và ngày hôm nay thì em Bình cũng hộ em Dương mang một phần quà của một cô ở dưới thành phố Nam Định để gửi cho anh Ná, để anh Ná mang đi cho bà con nhé cô chú ạ. Đấy, chào anh Ná nhá. Hôm nay không đi ăn Tết à anh? Không đi đâu. Đấy, cô chú ạ, đây là anh Ná nhé. Anh Ná thì cũng đã ra đây rồi. Bây giờ thì em Bình sẽ nhờ anh Ná để mà anh Ná mang phần quà lên trên nhà, rồi là một tí sẽ gọi bà con ra để phát cho bà con. Ở trong này em Bình nghĩ là quần áo. Anh Ná ơi, anh hộ em nhé. Hộ em lấy lên trên nhà. Anh Ná thì rất là hiền lành cô chú ạ. Anh lấy lên trên nhà đi. Xong là một tí anh hộ em đi gọi bà con ra mình phát cho nhé. Trong đó thì là quần áo. Ngày hôm nay thì cũng là ngày 29 rồi cô chú ạ. Tháng này thì cũng có 30, nên là ngày hôm nay thì bà con cũng là 30 hết rồi. Còn nhà em Bình thì sẽ làm vào buổi tối, nên là em Bình tranh thủ lấy phần quà. Vì là lúc em Dương đi về thì em Dương cũng có nói với em Bình là hộ mang phần quà này ra cho anh Ná, để anh Ná gọi bà con ra phát cho bà con. Vì là cái mùa này rất là lạnh ấy. Em Bình cũng mặc quần áo rất là đầy đủ rồi, nhưng mà rất là lạnh. Nói chuyện thì cô chú cũng cảm nhận được rồi, rất là rét và lạnh. Anh Ná không đi giày à? Không đi giày à? Không có giày à? Khâu à? Khâu, hay cho khâu điếu. Khâu trâu nè, khâu xó nè. Ở giờ cho điều chỉ mưa. Chỉ mưa là? Ở giờ cho điều chỉ mưa. À, thế là anh Ná không có giày để đi, đi dép thôi. Cho khâu sụa chứ bà nhỉ? Khâu tóc chỉ mưa. Thế thì anh Ná không có giày để đi, rất là lạnh. Em mình vào đây thì đi cũng khá là xa nên là rất là rét và lạnh. Còn anh Ná thì chỉ đi một đôi dép như thế này thôi, rất là lạnh. Trong này thì là phần quà của bác Nga. Đấy, địa chỉ ở đây nhé cô chú ạ. Thành phố Cửa Bát, thành phố Nam Định. Đấy, gửi cho cháu Dương nhé cô chú ạ. Thưa cô chú, phần quà thì cũng đã để ở đây rồi. Và anh Ná sẽ đi lấy một con dao ra để mà bóc phần quà ra. Và đây là con gái của anh Ná. Anh bóc cẩn thận nhé. Có hai chị ra đây rồi để nhận phần quà của bác Nga. Anh Ná xem là quần áo của trẻ con hay là của người lớn nhé.
Đây có những cháu nhỏ, rất là nhỏ như thế này. Và trên này thì là vùng cao nên là rất là rét và lạnh cô chú ạ. Đấy, quần áo của người lớn thôi. Để em xem nhỉ. Đấy, cái áo rất là to này, cái áo này cho người già đấy anh ạ. Có mấy cái áo. Ừ, hai chị xem đi. Mỗi người lấy một cái. Ít tụi tôi ít luôn á. Xong là xem là còn cái nào nữa. Còn cái nào nữa thì còn đấy, hai cái to to này. Đấy, anh Ná chọn một cái đi. Đấy, chị thử mặt xem nào, có hợp không? Đấy, rất là đẹp. Đấy, bây giờ thì sẽ đỡ lạnh rồi. Áo này tỏ áo to thôi cô chú ạ. Ừ, anh Ná thử đi. Thử em nhìn thế nào. Hợp anh ấy. Ừ, thế thì mang đi cho ông nhé. Ừ, cái áo này em nhìn thấy cho ông, các ông cụ mặt thì rất là phù hợp. Ừ, chị thử mặt xem hợp không. Cái nào hợp thì mình lấy, cái nào không hợp thì để cho người khác. Ừ, to nhỉ. Hợp rồi. Còn mấy cái này. Cái này. Cái này. Nhi tí đâu thử là. Ở xoay đâu ta nhi tí mà. Ừ. Thế thì anh Ná sẽ để cái này cho vợ anh Ná nhé cô chú ạ. Ừ, thế anh mang cái này để cho chị nhé. Rồi là cái dưới này là sẽ để cho một ông. Ừ, anh mang cho ông nào thì anh mang nhé. Còn những cái này xem là của con gái hay là của con trai hay là phụ người già thì anh xem. Cái cô này này. Cái này của con trai con gái. Con gái. Con gái. Thế thì lấy cho hai chị đi. Chị này gầy gầy một chút chắc là hợp. Chị... Dạ, dạ. Con hàm, con hàm tàu quá hoa lợi. Con này xin lấy tên hạt tàu mà. Đấy, mỗi người là được một bộ. Cái này là cũng là của phụ nữ đó. Mình cho chị bên kia. Đẹp quá. Mỗi người được 2-3 cái. Rúa. Chị hụi rúa này. Em gái còn nhỏ chắc không mặc được. Hợp không? Ừ, vẫn đủ nha. Đấy, thế là cái áo này nên lạnh cũng mặc được. Đấy, lạnh quá mặc cũng được. Để chú xem nào, để chú nhìn nào. Đấy. Ừ, được, vẫn xinh gái. Rất là xinh gái nhá, được nhá. Còn anh Ná ơi, một cái là của chị nhé. Còn hai cái kia là anh mang đi cho ông. Những ông cụ ở trong xóm mình ấy. Ừ. Thế là bây giờ cũng đã hết phần quà rồi cô chú ạ. Thì đây là phần quà. Đấy, thì bây giờ thì em mình cũng đã phát xong rồi. Thì rất là cảm ơn bác Nga ở thành phố Nam Định rất là nhiều. Thưa cô chú, bây giờ thì em mình cũng đã phát xong phần quà của bác Nga ở dưới thành phố Nam Định rồi. Thì anh Ná cũng như là hai chị thì cũng rất là cảm ơn, cũng như là rất là vui. Cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bác Nga. Đấy, bây giờ thì anh Ná sẽ gửi lời cho bác ạ. Ủa chào cho tụi phao mà xa khăn giả tôi bú cho bên nào đấy à. Ủa chào phao ông tao nhé. Ủa chào phao nào ông hả? Nó bé tao sẽ chỉ tao. Nà, chào mình khăn giả tôi bé sẽ nằm hả? Tao xin phao mà. Ủa chào phao. Thế à, anh Ná ơi, anh hộ em lấy quần áo đi nhé. Xong là dọn luôn cái chiếu này đi vào trong nhà nữa. Bây giờ thì cũng đã có thêm cái áo ấm để mặc rồi.
hai chị thì cũng lấy được vài cái áo cũng như quần. Các chú cha ở đâu được công cái một tao tuổi già sẽ nhờ chị bên này lấy cái áo này đi cho một ông ở bên kia ấy, cũng ở trong cái xóm này có chú ạ. Vì là bây giờ thì bà con toàn đi làm hết thôi nên là cũng không có ai ở nhà ấy. Tôi nè tí ở băng cả một trò xếp một tuổi bây giờ thì mà một trò tuổi già na hò nó hò ở nên cả tao tuổi già nhá hò mà hai liễu tuổi nè tí hò nên là tôi tất cả nên xí hò sẽ hò tất cả nên hò lừa hò mà nên muốn nên hò lừa hò đấy. Còn cái áo đỏ này thì hồng này thì sẽ mang đi để cho vợ anh Ná nhá, cho chị nhá. Cái này để em dọn cho, để em dọn cho. Được rồi. Đấy, bây giờ thì cũng đã trao xong phần quà rồi. Anh Ná thì cũng được một cái áo và vợ anh Ná thì cũng được một cái áo. Còn hai chị kia thì mỗi người được một cái áo và một cái quần, cũng như là mang cái hai cái áo to đi cho các ông ở bên kia. Vì là ở trên này rất là lạnh ấy cô chú ạ, nên là cái mùa này thì phải mặc áo ấm mới được, không là sức đề kháng kém là sẽ bị ốm cảm lạnh. Đấy, bây giờ thì cũng đã cho xong phần quà rồi thì sẽ xin phép để mà chào anh Ná rồi là em Bình cũng sẽ đi về. Thế thì là ở mà nhau á, chào anh Ná nhá. Ừ, thì cảm ơn anh nhé. Được rồi, vậy em khách đi về được mà anh. Ừ, thế cũng được. Anh Ná bảo là sẽ tiến em Bình một đoạn đi xuống dưới đường ấy cô chú ạ. Anh Ná rất là tốt. Mọi lần vào đây thì anh Ná đều phải cứ phải nhìn em Bình cũng như là em Dương đi về nhà rồi thì mới yên tâm để về ấy. Vì là quãng đường đi nó rất là xa ấy, nên là anh Ná cũng là lo lắng. Bên kia là họ làm nương hết rồi anh Ná? Ờ. Bên kia những cái khu mà đất cày bên kia là họ làm hết rồi. Là hết rồi. À, thế là đất nhà anh làm chưa? Đất nhà anh làm chưa? Nhà là hết rồi. Là hết rồi nhá. Ừ, thế rất cảm ơn anh nhá. Thì một tí làm gì cẩn thận nhá. Chúc anh và gia đình ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Làm phiền thời gian của anh thôi nhá. Thưa cô chú, bây giờ thì em mình sẽ xin phép để em mình khép cái video để em mình đi về. Thì em mình cũng xin cảm ơn đến bác Nga ở dưới Nam Định, cũng như là xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi những cái thuyết phim của em mình. Em mình xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ thì em mình xin chào.